Te ca te bara ca te bara sam ca te buri soa. Con học hành lắng nghe của Đức Quan Âm là hãy nói và đừng có đẩy trước những gì của mình. Học hành lắng nghe tức là không phải ngồi đó tâm vị không nói gì, mà nói đơn thuần, không phải là nói bằng tình thương, nói bằng cái năng lượng mà mình không có cái dụng ý của cái tôi tham cầu là muốn họ hiểu, là muốn họ nói ra cái thứ mà mình mong là không có cái muốn ở trong cái động cơ nói đó, ở đối tượng gì. Bỏ khao khát đòi hỏi họ phải nghe mình và phải nói những thứ mà mình đợi, thì mình chỉ nên cùng nói các cái chánh niệm là bằng cái lòng từ này, muốn ngôn ngữ có ánh sáng này đi ra và tỉnh giác chút bóng tối là kia. Nếu ai hết được chút nào thì người đó tỉnh giác chút đó, còn nếu không á thì đó là nhân duyên phước đức của họ, cái thiện căn công đức của họ với cái nhân duyên của mình. Họ nghe bao nhiêu lãnh hội bằng cái gì, họ sẽ nói ra những điều họ biết, họ sẽ làm những điều họ biết. Còn mình nói họ tại sao biết ít vậy là mình không sáng suốt rồi, họ không biết gì hết, họ cũng làm tốt hơn chứ, nhưng mà năng lực họ tới đó. Đối với cái sự tài năng trí tuệ thì nên cảm kích, đối với cái sự giới hạn và cái mê mờ mình nên từ bi mở rộng lòng. Những cái điều này trong mối quan hệ ngày càng chú lắm, nó lý do vì sao mà mình hay tự cãi nhau với người bạn thân phần gì đó. Chú bảo cứ hễ mình là người á mà mình ích kỷ là lập tức nó có chuyện với nhau. Mình sống với nhau và ích kỷ á, người ta thích thương mình cỡ gì chăng nữa họ không chịu. Thì cứ mình thích cái đời này ai là người thương mình đó? Ba mày, đây là người bên ngoài á, phải không ạ? Nhưng mà thường thì ai là mình cãi lại gì nhỉ? Mình nhắm mình để ý trong đời mình, cái người mà thương mình nhất thường là cái người mà mình cãi lại nhất, mình chống đối, không phải tất cả nhưng mà hầu hết mình tự tin đến độ mà họ chuẩn bị nói gì là mình biết luôn. Thì nếu như cái người mình thương mình nhất mà mình tự cãi lại nhiều nhất thì không có ai trên đời này mà mình không tự cãi nữa. Thì làm sao mình sống với yêu thương mình? Là bởi vì cái tôi mình đã quá lớn, cái ích kỷ mình đã quá nhiều, mình sống không mở lòng, có độ lượng, có tha thứ, có lương thiện với ai. Cái con người mình, một cửa mình khó chịu là biết người mình chưa có độ lượng. Thì đó, cái cửa một chút nó phải nó không chịu là thật ra nó rất là tiền. Thứ hai cái người mình dễ họ dễ ghét người khác, nhờ mình không thật là và đổ cái gì thẳng được ai đó, tức là họ cho mình 10 mà không cho một, cái 10 trừ 1 bằng 0, 10 trừ 1 bằng mấy thì không thì gọi 10 trừ 1 bằng 9, tức là sao còn cái chiếc cái thì thay vì người ta không làm cái đặc biệt thôi thì mình biết ơn chính cái điều là cần làm, nhưng mà không sao, rất ít bản chất của con người mình á, lòng tham là con đấy, nên tự nhiên những người đó họ thương yêu mình, cái mình đặt cho họ cái trách nhiệm là phải chăm sóc mình, phải thương yêu mình, phải làm những cái điều mà à, mẹ là mẹ thấy chúng con, hay mẹ là mẹ thấy lo cho con, hay mẹ là phải như vậy tự động có tình thương mình nghĩ nó miễn phí và nó trách nhiệm như vậy. Như trên trời đấy. Và nếu như có một bữa nọ 10 viên kẹo, 10 bữa đã cho, có một bữa không cho thôi là đứa trẻ kia nó không thích cái người cho 10, 9 viên kia đó. Thấy không? Mình có từng bị như vậy, có từng là mình đã từng đi cho một đời. Chính là có một lần mình bệnh, mình khổ, mình thiếu, mình cho tự động cái người nhận ấy, họ cảm giác là mình không tốt đẹp nữa, mình không thương, không lo cho họ nữa, mình giống như ngày xưa nữa, mình thay đổi rồi,
và họ không thương yêu mình nữa, họ không cần mình nữa. Không, nhiều luôn á. Và mình có từng như vậy đối ai cần mình đang nhận, chính là mà ai đó một lần không cho mình mà mình đã tất đã giận họ. Nghi ngờ đó chính là giận, là chán nhận. Vì sao vậy? Như vậy đó là cũng giận rồi, cũng tham rồi. Ví dụ như ngày nào nó cũng chạy tới nhà mình hết, mà cái ngày đó là ta không chạy tới. Ngày nào ta cũng về 5 giờ chiều hết, từ đó tới bữa đó không về 5 giờ chiều. 10 ngày về 5 giờ chiều, ta đã cảm ơn. Cái điều 1 ngày không về 5 giờ chiều thôi là bắt đầu mình hạnh phúc, mình khó chịu. Mà thay vì mình sống tri ân để cho mình và người cùng hạnh phúc, thì mình sống thường vô ơn với những gì mình nhận quá nhiều để cho họ và mình bị vô ơn. Hàng ngày chúng ta nhận nhiều lắm, cứ thật tử là chúng ta nhận cái không khí này miễn phí nha. Một ngày nào đó không khí nó chạy, bây giờ nó chạy, bây giờ hết cái nó chạy đâu, chạy thẳng luôn, và nó chạy xuống như cổ, nó chạy xuống như bụng, và nó chạy toàn thân này, nó nuôi từng tế bào. Nhưng một ngày nọ chúng ta nghĩ nó có chạy thẳng vô, sẽ có ngày đó nó chạy cái tay mà nó muốn vô, nó làm giật, chạy hai bên gần nó không vô, nó lấy oxy luôn, ta chỉ cho nó được tử lắm. Lúc đó thì tình tiền danh lợi với hơi thở trên đời này, thậm chí Phật nữa là muốn gặp ai. Lúc đó Phật này, tình này, tiền này, hạnh phúc này, giải thoát này, từ bi và hơi thở, tất cả những thứ đó mình cần ai? Cần hơi thở. Lúc đó mình cần ai? Nếu mình sống trên đời khổ bốc dây rồi, biết hơi thở này là cái thứ mình cần nhất, thì không có đứng đó tự cãi hay vui lên. Tha hố tình dịch là mình là người đau khổ gì. Vì mình cứ tin là cái hơi thở này nó miễn phí rồi, ngàn năm sau nó vẫn chạy tuột như vậy. Nó phải khóc nào đó thật đời, mình không biết. Nó không chạy vô, nó chạy dưới tay. Ô thôi, không muốn vô cái này nữa, không muốn ở đây rồi, tôi đi. Mà khi nói như vậy đó, là mình chia tay với cuộc đời. Mình cái này đó, những cái hơi thở thôi, mình nhận nhiều lắm như vậy. Tại sao mình đi dưới lá, dưới cây, mình không cảm ơn được nó cho miễn phí được cả đời? Chiếc lá cây mình cảm ơn được, tại sao mình cảm ơn được người mình thương cả đời che chở bên cạnh sẵn sàng hạnh phúc vui buồn của mình? Mình chỉ cần ngồi lại thôi, đủ điều kiện để mà mình nhẹ ra, để mà mình nâng niu thôi. Mỗi sáng mai thức dậy thôi, mình ngồi bên cạnh một cái hồ hay bên cạnh một cái vườn rau vườn hoa, mình chỉ cần ý thức được sự sống này xứng đáng cho mình nâng niu lắm, hơn là giận hờn đòi hỏi trách móc. Khi mà mình biết cuộc sống này xứng đáng để mình sống, mình nâng niu lắm, thì mình cũng biết mình trở nên cái thứ xứng đáng để mà cũng vượt qua cuộc đời. Lúc đó cái tâm của mình là cảm ơn. Thì cái lúc mà cái phản pháp tâm mình đã tri ân với cuộc đời là nó biến, muốn biến nó thành món quà hơn là thành phúc lợi, muốn biến nó thành cái solution, cái sự giải cứu hơn là cái problem, cái vấn đề. Khi nào mà mình trở thành rất có luật đời, khi mình sắp không biết được và mình có nỗi khổ trong lòng. Khi mình có nỗi khổ trong lòng thì mình trở thành vấn đề của thế gian, một cái người thương bên cạnh sẽ là nạn nhân đức. Khi nào mà là cái sự, một cái phương pháp, một cái sự giải cứu, một cái nơi an trú cho cuộc đời, khi trong lòng mình có niềm vui sống. Khi lòng mình có niềm vui sống, mình đi đâu cũng gây vấn đề cho ai, và ngược lại mình cũng rất, mình thấy rất là nhiều vấn đề, và không phải là thấy rất nhiều vấn đề, mà mình nhận ra nhiều thứ của cuộc đời cần phải tình thương và trí tuệ cho mình, họ có tay vào và dạy giúp. Trước á, cái tâm mình phải an lạc lại, rồi mình mới hành động ra bên ngoài theo cái nhu cầu của thực tại. Trước tâm mình phải an lạc, được hành động như thế. Nếu mình hành động từ cái tâm không an nhiên tự tại, kết quả mình làm hành động và lời nói sẽ ngay chỗ bị bắt đầu. Động cơ của mình là muốn tốt cho cả hai, cho mình về đời, cho mình với người. Nhưng trong lòng mình chưa có cái sự vững vàng an nhiên tự tại, thì cái năng lượng đổ vào là sự lo lắng. Mặc dù động cơ là tốt, tôi thương anh đó,
tôi thương con, mẹ thương con, tất cả là điều thương điều tốt, mình muốn tốt cho nhau hết, nhưng mà mình chưa có độ vững vàng sâu chắc, mình chưa có trí tuệ và lòng tự ti lớn, mình chưa có đủ điểm tương tự của chính mình, nên nó hành động và lời nói của mình muốn là cũng tốt, nhưng cái năng lượng nó quá vội vàng, nó quá cạn cỡ, nó khiến cho cái vấn đề trục trặc còn nhiều hơn. Nên trước là quay về làm cho cái cơ thể này, cái thân tâm này cho nó sâu sắc, cho nó kết hợp, cho nó vững vàng. Nó là món quà mình dâng hiến cho đời, đời trước hết là mình và người mình thương, sau nữa là gia đình và xã hội. Còn khi mà mình thương đời mà mình bị tổn thương là do tình thương của mình nửa vời, không thật sự thương đời hết, mình thương tiếp đời. Phải làm con người ai cũng cần tình thương, làm con người nhất định là phải có thương yêu. Nhưng mà thương yêu là bởi vì mình nhận quá nhiều, tự động mà thấy ai cũng có, mình cũng có, chiếc lá cũng có, mình cũng có, mình cũng có, nó cũng có mình, và mình cũng có nó, mình cũng có nước, nước có mình, không có gì trên đời này mà mình không có trong đó, và nó không có trong mình. Mình là một cái phần nhỏ của tiểu vũ trụ này á. Như thế, thương yêu ở đây là mình thấy chứ bao giờ mình tắt biển cuộc đời hết, mình nhận ra đời có mình và trong mình có đời, tự động với mình thương yêu, chứ không phải là tìm đối tượng mình thương yêu. Mình tìm đối tượng mình thương yêu sẽ có những đối tượng họ không có nhận sự thương yêu của mình, cái tân trọng mình sẽ bị tổn thương, mà họ nhận hoài mà không biết cảm ơn, họ vô tình thấy đâu họ vô ơn thì mình cũng bị tổn thương đó. Mình sẽ bị tổn thương bởi vì mình thương quá nhiều một người nào, ai cũng bị đó. Mà khi mình thương một ai đó quá nhiều thì cái người mà làm tổn thương mình nhất là người yêu đương hay chính người đó. Khi mình thương ai đó quá nhiều thì cái người mà làm cho mình tổn thương nhất là chính cái người đó hay cái người yêu đương, chính người đó. Mà tại sao mình thương quá nhiều mà mình bị tổn thương? Bởi vì mình thương có phân biệt từ lựa chọn, bởi vì mình thương có đối tượng cụ thể, vì mình nghĩ cái tình thương đó là đúng là chân thật, là vì họ xin thương là vì mình, vì tình thương á không phải vì đối tượng mà tình thương là tâm tư mình. Cho nên mình nghĩ là đối tượng nó làm cho mình thương thì cái đối tượng nó cũng sẽ làm cho mình thương. Thương thì được, nhưng mà nếu mình chọn đối tượng để thương thì sau này đừng có tất vọng là tại sao họ không làm gì mình muốn rồi mình thương. Còn nếu thương mà không muốn có hận thù thì đừng tìm đối tượng để bỏ tình thương mình lên. Ai mà không thương là như vậy khó dễ khó, mình biết nó khó nhưng mà biết đó chỉ là mình biết đó là một đường gì nhé. Khó tức là mình đang đi cái mộng tưởng gì khó tức là cái đường giải thoát, đường tốt phật bậc thánh gì. Còn mình muốn đi những đường dễ tức là mình đi những đường của phật của phật tử thì đường của bậc thánh bậc giải thoát là con đường đưa đến hạnh phúc đích thực. Mình nói khó tức là mình chưa đi được thì cái đau khổ là do mình đi những đường phật rồi mình tạo ra. Như vậy khi mình tạo ra đường phạm trần mình đi thì mình đừng có trách ai đời này làm cho mình khổ hết, mà chỉ cần ý thức được đó thôi là mình ớt khổ, khổ có một ngày thôi. Mình không cần anh, không cần đời, không cần con, không cần mọi thứ, thế nên mọi thứ làm cho tôi khổ, mà tôi muốn mọi thứ đừng làm cho tôi khổ thì không phải thay đổi họ mà tôi bỏ cái cần của mình. Mọi thứ làm cho tôi khổ không phải bởi vì đời không theo tôi muốn, không phải đời như thế nào đó, mà bởi vì đời như thế nào đó có cái gì tôi đặt ra. Vậy muốn mà hết khổ thì đừng có thay đổi đời, mà cứ thay đổi mình bỏ điều kiện chút. Có nhiều điều kiện như đời là cơ hội đời cho hành hạ mình. Sống đơn giản thôi là đời không có cơ hội làm khổ. Ăn ít thì ngủ ít thì nói ít thì chi tư ít, cái tôi bản này ít này không có gì quan trọng hết trơn, mọi thứ nhẹ nhàng hết, đời nhẹ nhàng. Sống ai chỗ nào tất cả chi là môi trường sống để mình ứng dụng tu hành cho cái tâm